sự khác nhau giữa hút mặt xẻ rãnh và hút mặt nhún. Đầu tiên mình sẽ nói về hút mặt xẻ rãnh Việt Nam Phi 60. Hút mặt bao gồm hai phần. Thứ nhất là phần thân. Phần này sẽ được kết nối trực tiếp với ống PVC 60. Phần thứ hai là phần phao nổi. Phần phao nổi sẽ kết hợp với giỏ rác và bên trên sẽ được xẻ rãnh. Như các bạn nhìn thấy thì phần xẻ rãnh được thiết kế vát chéo để khi dòng nước hút vào thì hút mặt sẽ hoạt động xoay. Hút mặt xẻ rãnh sẽ hút toàn bộ, đó là bọt, váng, bề mặt hồ, còn như rác hay lá cây, thức ăn sẽ được chặn ở bên ngoài. Tiếp theo sẽ là hút mặt nhún Việt Nam Phi 60. Hút mặt sẽ bao gồm 3 phần. Thứ nhất đó là phần phao nổi. Thứ hai đó là phần giỏ rác. Giỏ này sẽ đó là đựng lá cây, thức ăn. Và phần thứ ba chính là phần thân của hút mặt. Phần thân này cũng sẽ được kết nối trực tiếp với ống PVC 60. Mặt nhún sẽ hút toàn bộ thức ăn, lá cây, bọt, váng, bề mặt vào trong hút mặt. Vậy là đã có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai hút mặt này. Video tiếp theo thì mình sẽ tổng hợp các loại hút mặt nhún và hút mặt xẻ rãnh đang có tại bên mình. Để sở hữu những chiếc hút mặt tiện ích này, mình có để số điện thoại liên hệ ở trên video.